Bảo Khánh xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay nhà em xin giới thiệu với các anh vòng tay gỗ xưa ạ. Vòng tay này thì khi mà mình mua thì mình sẽ được tặng kèm một chiếc hộp rất là sang trọng và lịch sự. Nếu các anh có ưng ý với mẫu sản phẩm này thì để lại cho bên em xin số điện thoại để bên em hỗ trợ tư vấn sớm nhất ạ.